Không long quang bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Đó là thông điệp của ngành y tế trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện không có ổ dịch sốt xuất huyết nào, nhưng cùng với phòng chống dịch COVID-19, việc phòng chống dịch sốt xuất huyết đang được đẩy mạnh để không xảy ra dịch chồng dịch. Đây là gia đình vừa có người mắc sốt xuất huyết ở xã Minh Tân, huyện Phù Cừ. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ đến tận nơi để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống loại dịch bệnh này. Mấu chốt của cái vấn đề sốt huyết là chúng ta diệt bọ gậy, còn mũi là cái bất khả kháng sau này phun thuốc. Muốn phòng được cái mũi thì anh sẽ đậy cái nắp lại, đậy thật kín lại. Anh đậy kín lại này. Đấy, thì mũi nó không bay vào đây, nó đẻ được trong trứng ở đây. Đấy thì mà phòng được bọ gậy. Con bọ gậy nó sẽ ở trên mặt nước này. Đấy, thì anh nếu mới có thì anh thả con cá cờ hoặc cá rô thì bản thân con cá nó sẽ ăn hết bọ gậy thì không phải mũi. Trong nhà thì phải gọn ghẽ quần áo các thứ để cho không mũi không đậu. Dịch sốt huyết là rất là nguy hiểm, nhưng mà thực hiện các những cái mà các anh đề ra thì là rất là dễ dàng và cũng rất là đơn giản. Thì là tôi sẽ cam kết là sẽ vệ sinh tốt. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus mang mầm bệnh qua vật trung gian là mũi vằn có thể gây tử vong. Loang quang bọ gậy sắp nở thành mũi trong các dụng cụ đựng nước lưu cữu như thế này chính là nguy cơ cao lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Em nhìn bọ gậy hiểu chưa? Đây nhìn này, đấy, đây là bọ gậy xuất huyết nhá. Thế cái con đây, con nhìn cái con to đang đấy này, đấy, con là chuẩn bị lở ra mũi. Nếu nhà mình có xuất huyết thì con mũi là đốt, nó chứa virus xuất huyết thì lây ra hàng hết đời cháu chắt, tức là hàng 5, 6 năm, 15 sau vẫn tồn tại. Cứ một tuần chị phải dọn vệ sinh môi trường, lật úp cái này xuống, lật úp xuống chậu nước, không động nước thì không bọ gậy. Với các dụng cụ chứa nước không lật úp được thì cần thả cá cờ hoặc dùng dung dịch diệt loang quăng bọ gậy thường xuyên. Trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và ý thức của người dân có ý nghĩa quyết định, tránh việc khoán trắng cho ngành y tế. Lòng cốt của cái việc này là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã. Thế và các đồng chí ở trong Đoàn Thanh niên đã có cái kế hoạch riêng triển khai đến từng cái chi đoàn. Trong cái đợt này thì chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động hè. Và đây cũng lồng ghép cái việc này vào cho các đoàn viên, đội viên mà tham gia vệ sinh môi trường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện cấp hóa chất và hướng dẫn chuyên môn về cái phòng chống dịch sốt xuất huyết. Mục đích là tuyên truyền thông điệp không năng quăng, không bọ gậy, không sốt xuất huyết và phổ biến hưởng ứng cho toàn dân tham gia cái thông điệp của Bộ Y tế một tuần dành 10 phút diệt năng quăng và bọ gậy. Trước nguy cơ dịch chồng dịch, tỉnh ủy Hưng Yên vừa có văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó yêu cầu tổ chức chiến dịch diệt loang quăng, bọ gậy và chủ động các biện pháp ứng phó với dịch sốt xuất huyết.